Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Hiếu Võ Triumph ha. Thì hôm nay Hiếu sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu cho anh em một con xe lướt hiện tại là vừa ký gửi vào trong showroom. Thì hiện tại đây là mẫu Bonneville Bubber 1200cc phối màu Red Hopper của năm 2023. Thì xe này là của bạn chủ này, bạn đi rất là ít, chỉ có tầm khoảng 1000 cây thôi. Thì anh em hãy cùng theo dõi nếu mà anh em nào đang tìm hiểu mẫu Bubber nhưng mà xe lướt. Ok, thì con này là biển số thì hiện tại là biển số ở Biên Hòa thành phố nên là đã đóng 5% rồi. Thì anh em mua chỉ cần đóng lại 1% thôi thì mình rất là lợi trong cái việc xe biển số thành phố ha. Rồi xe này thì anh em có thể xem đây, audio chỉ có 1000 mấy thôi là vừa hết bảo dưỡng lần đầu luôn. Hầu như một năm này bạn đi khá là ít nên là với lại bạn này giữ xe cũng khá kỹ. Và một số những cái đồ chơi bạn lên cho xe này thì khá là cơ bản và gọi là có gu á. Bạn chơi một cặp bô van 2 nè, van 2 rất là đẹp. Riêng cái cặp này không thì nếu mà mua chắc cũng cỡ 30-40 á. Đây là van 2 đặc trưng là hợp tác với lại Triumph để thiết kế những cái mẫu bô dành riêng cho Bubber hay là Bonneville T120. Rồi thì sẽ có một số những cái món cơ bản như là chống đổ, đồ chơi, che két. Đây, một điểm đặc biệt thì cái này là rất là đẹp, phía sau á bạn đã đổi cái xi nhan thành một cái dải xi nhan led. Thì cái dải này cũng tốn một mớ. Đây, Hiếu bật hazard cho anh em xem thử nha. Đây, nó sẽ nhảy như vậy. Và bạn này bạn cũng đã bỏ đi cái đèn hậu phía sau và dời cái biển số lên cao một tí thì sẽ giúp cho con Bubber này có một cái dáng vẻ gọn hơn khi mà nhìn từ phía sau. Đây là một cái điểm anh em chơi khá là nhiều. Có sẵn cái gù nâng luôn, là anh em chỉ cần mua cái ben về thôi là ben được. Đó, xe rất là ken xà ben luôn. Bên đây thì bạn cũng có chơi thêm một cái túi, túi da này là túi chính hãng. Thì cái túi này nếu mà khi mà khách mua mới tầm khoảng đâu đó 5-6 triệu gì đó, nếu không nhớ chính xác, nhưng mà rất là đẹp, còn zin luôn, chưa có một vết xước luôn. Đây, cái này rất là tiện cho anh em nếu mà khi đi Bubber anh em có thể để áo mưa hay là một số những cái dụng cụ về xe cho mình ở đây. Rồi, Bonneville Bubber. Anh em muốn nghe thử tiếng máy xíu nha. Ok. Đây. Đặc trưng của cái bô van 2 á là dành riêng cho Bubber á thì nó sẽ không có làm cái xe mất đi cái dáng vẻ ban đầu, tức là nó vẫn giống như cái bô zin luôn. Nhưng mà cái tiếng nổ khi mà nó phát ra nghe rất là uy lực và hay hơn bô zin rất là nhiều. Đây là một cái cách chơi rất là hay khi mà anh em độ Bubber. Ok, và xe này hiện tại đang có mặt tại showroom Triumph Sài Gòn ở số 3 đường Nguyễn Lương Bằng. Thì anh em muốn xem xe này có thể ghé trực tiếp showroom hoặc liên hệ số hotline của Hiếu 0931812933. Về giá thì Hiếu chỉ chia sẻ xe này hiện tại đang bán tầm khoảng 5XX, thì ít trung học. Về giá chính xác thì anh em có thể liên hệ Hiếu và có thể xem xe trực tiếp, và đâu đó anh em mình có thể thương lượng thêm một tí về phần giá cả ha. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.